Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Rin đây. Hôm nay Rin xả một thùng tôm với lại là cua nhập á. Rin sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người, đầu tiên để cho mọi người coi. Trong lúc đợi mấy bạn đi rửa thùng ha, rửa thùng để mình sẽ thả nó ra. Mình sẽ coi trước từ bên ngoài nha. Đây là con tôm tôm y tá. Đặc điểm nhận dạng của nó là cái màu đỏ sẫm luôn mọi người. Đó, cái màu đỏ sẫm luôn. Và cái chân của nó trắng xóa, trắng kiểu trắng tuyết á. Rồi, để thả ra cho mọi người coi nha. Rồi, đây tôm y tá ha. Cái màu đó là đỏ mà do đèn xanh, để muốn chập ra đèn trắng á cho mọi người xem. Đó là đỏ bầm luôn. Đây là con gì? Rồi, tôm y tá luôn. Tôm luôn nha mọi người. Đó, đây là những dòng tôm nhập á mọi người. Còn đây, tôm luôn. Đã về được 5 con tôm, 5 con tôm y tá ha. Ở trong đây là cua này. Còn đây là bom bom crab. Sẽ bỏ trong cái bóc như này. Mình thả ra đi, thả ra đi. Thả bên kia. Để cho bóc thì cho dễ xem. Đấy, thấy hai cái càng nó quơ. Hai cái càng nó quơ quơ như là cái cục cọ vũ á, gọi là bom bom crab. Em mở cho anh nắp ra, mở cho anh nắp ra. Đó, nó có hai cái cục càng đó. Gọi là bom bom crab ha. Siêu đẹp luôn. Để mình sẽ Google xong mình để cái hình ngay góc màn hình cho mọi người coi cho rõ nha. Đây là gì nè? Đây là cỏ nhập, hay là phát cỏ nhập. Bom bom luôn đúng không? Chăn con đã thành đó. Đấy. Ô, coi đây ôm trứng à. Coi đây ôm trứng. Thắng mọi người, coi đây ôm trứng. Mọi người thấy trứng không? Đó, nó có hai cái cục á mọi người, cái cục trắng trắng á. Cho nên là nó đưa ra đưa vô thì giống như là người ta đang cổ vũ mấy cái vận động viên á. Cho nên ta gọi là bom bom là vậy. Đẹp quá. Còn một nhân vật cuối cùng. Đây. Con này rất là hiếm. Lâu lắm thì mới thấy lại. Con này là tôm lực sĩ nhưng mà bụng tím nha mọi người. Đó, gọi là purple band shrimp ha. Tôm lực sĩ bụng tím. Size rất là đẹp mọi người, cái size đó nè. Đấy. Không. Ê, như tôm lực sĩ mình mà cái bụng nó màu tím cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Rồi, kéo oxy cho oxy giùm em cái. Ở đây là tôm y tá ha. Nó mới về cho nó nghỉ ngơi, trung hòa nước kỹ tí xíu nha mọi người. Đây. Con này là màu đỏ tươi luôn nha. Màu đỏ nó đỏ đỏ mà đỏ bầm á. Nói chung là đỏ đẹp lắm, rất là đỏ. Đó. Để cho nó hồi màu lại cái. Hiện tại mình đang phát mấy con cỏ ra nha mọi người. Đây. Mọi người thấy không ta? Đây, đây là mấy con cỏ nhập, clover nhập vậy đó, để nó nở ra đi sẽ quay mọi người xem. Nó nở ra như nhung mà khá là đẹp ha. Còn đây nó sẽ bò lan. Đó. Rồi, còn bên đây mình sẽ vô oxy và trung hòa nó từ từ nha. Trung hòa từ từ. Bọn đây tôm nhập khá là mắc tiền. Cho nên là mình càng phải kỹ nữa. Trung hòa thật là lâu và. Còn chia tô đây chắc em bỏ vô bóc tôm luôn nha em. Bỏ vô cho tụi nó bám luôn nha. Chừng bán tôm xong giữ chia tô lại làm giống. Con tôm lực sĩ bụng tím ấy nè. Mọi người thích sưu tập mấy con độc lạ thì chơi ok, với lại mấy anh em chơi Covid 40 á. Đó, mình giúp mấy anh đây ok nè. Bởi vì size rất là đẹp nha. Rồi, con tay này size đây là size siêu đẹp của tôm lực sĩ luôn á. Đó. Nhìn lạ ra ha, do nó nổi cái hồ mình.
cặp tôm bom bom đây cũng được à. Đây hàng đọc về và quay mọi người xem liền. Bom bom à, cái đây Trung Hòa xong á, em đậy nắp lại nha, em đậy nắp cho nó cho bóp đi luôn. Rồi cho ăn, mình học cái giò vô mình bơm cho ăn cho bóp á. Cần khách tới lựa bắt cho nó dễ, con này nó hơi nhỏ. Bom bom crack. Cái này ưng trứng này, anh em ưng ấp trứng, ấp trứng cua đem đây về hợp lý luôn á. Rồi ok mọi người, nên kết thúc clip ở đây nha. Mọi người quan tâm dòng tôm, dòng cua này thì comment ngay bên dưới ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Bye bye.